Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 232 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Động thiên hư không, âm dương ngũ hành, luân hồi chi bàn, đạo thuật kịch độc. Một quyền này của Phương Hàn cách không mà đánh phản kích ra, nhìn như một đoàn lưu tinh trói lọi. Trong đoàn lưu tinh này còn ẩn chứa luân hồi chi bàn, thủy hỏa chi lực, còn có cả lực lượng của đại kịch độc thuật. Hiện tại Phương Hàn đã tấn thăng đến thiên vị cảnh, Tu vi phóng đại, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới đã đạt tới trình độ khủng bố, mỗi ngày hấp thu được ngàn vạn viên thuần dương đan, hơn nữa vận dụng hoàng tuyên đồ càng thêm thuần thục, thậm chí có thể đem luân hồi chi bàn kiệt lực áp xúc thành một đoàn hư vô trong không gian, đọng lại co thành một đoàn, sau đó bạo phát ra, trong nháy mắt có thể hủy diệt tinh cầu. Đây là thủ đoạn mà sau khi cảnh giới tăng lên, chỉ với công kích nho nhỏ này mà cũng muốn chống lại ta. Thiên Huyễn hư không, phân ly biến ảo, thế giới khô thịnh, hỗn động chân nguyên, Ngô đại quản gia chỉ lạnh lùng cười khi đối mặt với phản kích của Phương Hàn, thân thể liên tục chấn động trong không gian, một thế giới khô vàng hiện ra trong quyền ảnh của Phương Hàn, tạo thành một cái hỗn động, lại nuốt quyền ảnh của Phương Hàn vào trong. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, quyền ảnh xen lẫn trong động rồi nổ mạnh, từng tầng không gian bị vỡ ra, giống như hàng trăm ngàn mảnh kính dựng đứng trước mặt hai người, sau đó bị một cự truy đập nát. Lão nhân khô gầy hừ lên một tiếng trầm muộn, lùi lại ba bước, sắc mặt kinh nghi bất định, tựa hồ như rung động vì sức chiến đấu cường đại của Phương Hàn hơn nữa trên mặt hắn còn xuất hiện một tia khí lưu màu xanh biếc, tựa hồ như đã trúng độc. Là chúng đại kịch độc thuật, hỗn động pháp tắc, bước ra kịch độc. Thân thể của hắn lập loè, vận chuyển hỗn động pháp tắc, sau đó há miệng nhổ ra một cỗ khí xanh bắn lên trên hư không, cư nhiên có thể ép được một tia kịch độc còn sót lại của đại kịch độc thuật ra. Có thể thấy được hỗn động pháp tắc của người này tinh thuần cỡ nào, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi nếm thử rồi vượt qua tiên giới lôi phạt. Nhưng mà lôi phạt của tiên giới thập phần mãnh liệt, cao thủ hỗn động bí cảnh đỉnh phong mà tiếp nhận cũng chỉ cửu tử nhất sinh. Lão giả khô gầy này cũng không dám thử, cho nên cố áp chế lực lượng của mình ở một mức độ, không dám tăng lên, cũng không dám đi lĩnh ngộ hư tiên pháp tắc. Nhưng mà hỗn động pháp tắc của hắn tinh thuần đủ có thể làm tan rã một tia đại kịch độc lưu lại của Phương Hàn. Ngươi cho rằng bức bách độc khí là có thể bình yên vô sự sao? Phương Hàn một lần nữa cười lạnh, một chỉ búng ra, không gian bên người lão giả khô gầy cư nhiên hóa thành vài vị khôi lỗi dữ tợn. Không gian khôi lỗi, trong đó có một đầu khôi lỗi càng không giống người thường, phảng phất như ánh sáng ngưng tụ mà thành, chính là một quan nhân. Thời gian chi lực trong đó như nước cuộn trào không ngừng, cư nhiên là thời gian khôi lỗi. Đáng tiếc chính là hiện tại cảnh giới của Phương Hàn quá thấp, nếu làm cho đại khôi lỗi thuật tiếp tục tăng lên một bậc, dùng bất hủ vật chất trong thân thể, có thể ngưng luyện ra một đầu khôi lỗi tạo vật, thậm chí sau này còn có thể luyện chế thành thiên vị khôi lỗi. Thế giới khôi lỗi. Đầu khôi lỗi này phát ra tiếng gầm thét như muốn đoạt hồn nhân tâm thoáng cái chui vào trong thân thể lão giả khô gầy, sau đó nổ mạnh. Độc khí của đại kịch độc thuật còn sót lại đã bị lão nhân bức bách ra, thế nhưng thân thể còn chưa vững lại, bây giờ bị đám khôi lỗi chui vào thân thể nổ mạnh, nguyên bản thân thể hắn khô gầy, thoáng cái giống như khí cầu bành trướng, huyết nhục khắp nơi đều đẫy đà, trong đó lại còn run rẩy như núi lửa sắp phun trào, cả người tự hồ như thoáng cái nổ tung. Không tốt. Trong ánh mắt khô gầy lão giả lóe ra vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi, quanh thân lập tức xuất hiện vô số hỗn động, thân thể liên tục lay động, bục một cái, cư nhiên chấn áp được vụ nổ bên trong thân thể. Chẳng qua là thất hiếu liền chảy ra máu tươi. Trong máu tươi chảy ra thậm chí còn có hỏa diễm, chính là do lực thiêu đốt tuổi thọ vẫn còn. Thoang cái, lão giả khô gầy đã bị thương, ít nhất còn bị tổn hao mất 5, 6 vạn năm tuổi thọ. Tốt, tốt, tiểu bối, rất tốt. Ta tung hoành thiên địa 10 vạn năm, khô vinh chân quân danh tiếng lẫy lừng, thật lâu đã không còn ai nhớ nữa hôm nay ngươi cư nhiên có thể khiến ta bị thương. Xem ra ta phải giết chết ngươi mới có thể để thế nhân biết khô vinh chân quân ta lợi hại cỡ nào. Lão giả tuy bị thương, thế nhưng vẫn không hề tổn hại tới hình tượng hùng vĩ của mình, móng tay khô gầy nhúc nhích, chậm rãi bức bách về phía Phương Hàn. Mà Phương Hàn vẫn không thèm để ý, trên mặt hiện ra nụ cười gần, trên thân thể bắt đầu long hóa, từng tia khí tức hồng hoang tổ long từ trên người bắn ra. Sau lưng là hàng tỷ triệu tinh thần hà lưu, trong đó còn loáng thoáng hiện ra bộ dạng của hồng hoang tổ long đang ngủ say. Lão nhân khô gầy trông thấy một màn này, lập tức dừng chân. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ, tình cảnh thoáng cái trở nên khẩn trương, hào khí ngưng trệ, thật là lợi hại. Công tử thần bí này không ngờ có thể chống lại Khô Vinh Chân Quân. Khô Vinh Chân Quân này chính là tối đại quản gia của Chân Quân lâu, trên thực tế là nhân vật số 1 số 2, Tề Chân Quân thường xuyên bế quan, tham ngộ vô thượng pháp tắc tiên đạo, hết thảy sinh ý đều do Khô Vinh Chân Quân quản lý, thủ đoạn cường hoành, tu vi cao thầm. Thần bí công tử này cư nhiên có thể chống lại hắn, trong cẩm tú phủ có một số ánh mắt cường đại đều nhìn rõ hết thảy mọi chuyện phát sinh trông thấy khô vinh chân quân ngô quản gia đấu đá với phương hàn tất cả đều âm thầm khiếp sợ đều suy đoán lai lịch của công tử thần bí này tiểu thư vị công tử thần bí này có địa vị quả không nhỏ đâu khô vinh chân quân cũng không làm gì được hắn thế lực sau lưng người này chỉ sợ còn lớn hơn nếu như có thể lôi kéo chúng ta đây cũng không sợ đối kháng với chân quân lâu chỉ cần phù chủ tham ngộ vô thượng thần tông vượt qua tiên giới lôi phạt tấn thăng làm hư tiên là có thể chống lại Tề chân quân Cẩm Tú phủ, chúng ta cũng có thể bài danh trước 10 trong những thương hội tái tu chân đại thế giới, đạt được càng nhiều quyền giao dịch cùng sinh ý hơn, tài phú sẽ nhiều gấp trăm lần bây giờ. Lúc này tại phía sau một bức bình phong, tiểu thư Cẩm Tú phủ, bên người nàng còn có mỹ phụ trung niên đều quan sát tình huống bên ngoài. Công tử thân bí này có thực lực thật mạnh, khí tức lại có tư vị cổ xưa, hoang vu, đến từ lúc trước khi có thiên địa. Tiểu thư Cẩm Tú phủ nói: "Đi, chúng ta ra ngoài ngăn cản bọn họ lại." Trong lúc nói chuyện, thân thể vị tiểu thư này đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo đao mang bất định cắt ngang giữa Phương Hàn cùng Khô Vinh chân quân. Đây là bảo bối ẩn chứa một tia pháp tắc tiên đạo. Đây là vật gì? Thân thể Phương Hàn khẽ động, thu hồi lại khí tức tiến vào trong cơ thể, bởi vì hắn thấy trong cỗ đao mang này xuất hiện một vị thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ này đầu đội mũ phượng, thân mặt hà y, chân mang một đôi tú hải, thân thể đầy đặn, lác lư phát ra một cỗ khí tức thành thuần. Đao mang này chính là thứ mà ta thôi toán ra, có thể dung nhập với tam thập tam thiên chí bảo để kiện bảo bối này tăng thêm uy lực cũng là kiện bảo bối mà ta muốn mua ở cầm tú phủ phương hàn đao mang này là mảnh vỡ của một kiện tiên khí ẩn chứa tiên đạo pháp tắc cực kỳ lợi hại trên người của ngươi mặc dù có tàn phiến của tạo hóa thần khí thế nhưng vật này lại quá huyền diệu căn bản ngươi không đủ để vận dụng không phát huy được dạo uy lực mà mảnh vỡ tiên khí trong đó ẩn chứa một tia pháp tắc tiên đạo cực kỳ lợi hại lực sát thương cực lớn diêm phát ra thành âm vậy sao mảnh vỡ tiên khí phương hàn gật gật đầu quả là thế tựa hồ như là mảnh vỡ của một kiện tiên khí thần đao khối đao mang này cường liệt vượt qua dự liệu của ta nhưng mà công năng cũng chỉ có một đó chính là lực sát thương thuần túy khâu vinh chân quân ngô quản gia trông thấy đao mang xuất hiện trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam nhưng cũng không động thủ mà là từ từ lui xuống tề thiếu chủ vị công tử này các ngươi không nên hành động theo cảm tình phá hư quy củ của tu chân đại thế giới phải biết rằng quy củ của tu chân đại thế giới không phải là do cầm tú phủ ta định ra, mà là bảo chủ đại nhân phân bảo nham chế định. Một khi phá hư, nếu như bảo chủ biết, trách tội xuống, chỉ sự tề chân quân cũng không chịu nổi trách nhiệm. Tiểu thư cầm tú phủ thoáng cái thu hồi đao mang vào trong cơ thể, sau đó nói với Phương Hàn, tề thiếu chủ, khô vinh chân quân. Tề thiếu chủ chân quân lâu lúc này cũng không nói lời nào, mà là dùng đôi mắt kinh nghi nhìn Phương Hàn, giọng nói mang theo sắc khí dày đặc. Ngươi tên là gì? Tên của ta, Ngươi không xứng để hỏi." Phương Hàn ngẩng đầu lên, "Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có thế lực lớn là chân quân lâu, trong mắt ta cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi." Sau lưng Phương Hàn tự nhiên cũng có thế lực, là Nhân Hoàng Bút. Hiện tại Nhân Hoàng Bút có tu vi chân tiên, nếu như lại tìm được tàn phiến tạo hóa thần khí, lại lần nữa tăng lên tu vi cũng không phải là việc khó. "Rất tốt, ta cư nhiên thấy được một người có khẩu khí so ra còn lớn hơn cả ta." Tề Thiếu chủ hơi ngẩng đầu, phù văn trong mi tâm càng lập lòe lợi hại hơn tựa hồ như muốn phát tác. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, hòa khí sinh phú quý, hãy cấp mặt mũi cho nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nào? Tiểu thư cầm tú phủ nhàn nhạt, nhạt, nói, sau đó đi tới chỗ ngồi. Ta thì không sao, khách theo chủ nhân thôi. Phương Hàn uống một ngụm trà. Ngô quản gia, xem ra cầm tú phủ không muốn hợp tác cùng chân quân lâu ta rồi. Tề thiếu chủ đứng lên khỏi ghế. Chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện thân thể tề thiếu chủ này khẽ động liền bay vụt ra ngoài, cư nhiên cũng không nói một lời từ biệt nào. Trong nháy mắt khi hắn cùng lão nhân biến mất, cái ghế mà hắn vừa ngồi, chiếc bàn, chén trà đột nhiên nổ tung, vô số kinh khí vật chất ẩn chứa xả kích về phía Phương Hàn. Trước khi đi còn giờ trò này, ánh mắt Phương Hàn khẽ động, trước mặt lập tức xuất hiện một dòng xoáy nước lửa, mảnh vụn của chiếc bàn, cái ghế, chén trà đều bay vào trong đó rồi hóa thành hư ảo. Đáng chết. Cẩm Tú phủ tiểu thư vỗ bàn một cái. Tiểu thư bình tĩnh chớ nóng. Một mỹ phụ trung niên xoay người nói mấy câu bên tai tiểu thư này. Vì công tử này nên xưng hô thế nào? Cẩm tú phủ tiểu thư quay đầu sang hỏi Phương Hàn. Ta gọi là Phương Hàn. Phương Hàn trực tiếp nói ra tên thật, tự hồ trong lòng đã có một số tính toán, cũng không che giấu thân phận thật của mình. Xin hỏi nên xưng hô với tiểu thư thế nào? Thì ra là Phương Hàn đạo hữu. Cẩm tú phủ tiểu thư thoáng cái chấn kinh, sau đó nói. Tại 10 ngày trước, trên hội đấu giá cao cấp của phân bảo nham, Người đã trực tiếp tiêu tốn 200 tỷ đan dược mua một kiện thượng phẩm đạo khí vĩnh cổ thiên uy hào giác. Ngươi chính là người đó. Ngay đường nguy cùng cửu đỉnh tiên tôn, bạch hy của bạch hoàng thương hội cùng nhau tế luyện một kiện bảo bối. Xem ra tin tức về ta truyền đi thật nhanh, tin tức đối với người làm ăn quả thật là linh thông. Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, đúng là không ngoài sở liệu của hắn. Chính là tại hạ, tiểu thư còn chưa nói tên cho ta biết đấy. Gọi ta là Vân Cẩm đi. Trong lúc nói chuyện, Vân Cẩm tự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng lại không cách nào thôi toán ra bất kỳ tin tức gì về Phương Hàn, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người này rất thần bí, thiên vị pháp tắc của ta cũng không thể thôi toán được một chút tin tức nào của hắn. Dường như hắn không có quá khứ, hiện tại, tương lai vậy, chỉ là một mảnh trống rỗng. Dường như cũng không tồn tại trong thiên địa vũ trụ. Cho dù có pháp bảo ngăn cách người khác thôi toán cũng không thể xuất hiện tình huống này. Đại tiểu thư cầm tú phủ này cư nhiên là cường giả thiên vị cảnh, giống như ta. Nhưng cũng không có đam mưu túc trí, am hiểu thôi toán như ứng tiên thiên. Phương Hàn lập tức đã phát hiện ra cảnh giới cùng thực lực của vị tiểu thư vân cẩm này. Ta, cửu đỉnh tiên tôn bạch hy cùng nhau tế luyện một kiện pháp bảo đã tế luyện thành công cho nên thực lực mới gia tăng nhiều có thể giao thủ qua với khu vinh chân quân phương hàn rất tùy ý nói bất kể như thế nào phương hàn công tử ngươi phải cẩn thận tề thiếu chủ là người có thủ thất báo hơn nữa hắn có đủ năng lực phương hàn công tử nếu như độc thân một mình chỉ sợ song quyền nan địch tứ thủ vân cẩm nói không biết tu vi của tề thiếu chủ đã đạt tới mức nào phương hàn uống một ngụm trà rồi nói tề thiếu chủ này cũng giống như ta đều là thiên vị cảnh cảnh giới trường sinh lục trọng, là người nổi bật trong lớp thanh niên, là người đứng đầu trong tu chân tiềm lực bảng. Tu chân tiềm lực bảng là nơi ghi tên 100 vị thiếu chủ thừa kế thương hội của tu chân đại thế giới ta. Nếu có hứng thú phương hàn công tử có thể đi xem qua, trên đó có không ít cao thủ đâu, đều là đám hồ bằng cầu hữu của tề thiếu chủ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với người. Gây bất lợi với ta sao? Phương Hàn mỉm cười nói, cái này cũng không là gì. Cho dù hư tiên có tới ta cũng có thực lực tự bảo vệ mình hơn nữa cao thủ hư tiên sẽ không hồ đồ như vậy. Dù sao cũng là tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt, biết được con đường tu luyện gian nan thế nào. Tóm lại công tử hãy cẩn thận là hơn. Vân Cẩm cảnh báo, thế lực của bọn hắn không hề tầm thường đâu, sau khi đắc tội với bọn chúng sẽ tạo nên phiền toái không thể tưởng tượng nổi. Ta đương nhiên biết, thiếu chủ của chân quân lâu thập phần khó chơi. Hôm nay ta được đại tiểu thư giải vây một lần, hy vọng có thể làm một số sinh ý với đại tiểu thư. Sau khi sinh ý này thành công ta cũng không sợ đám người này dây dưa. Phương Hàn chậm rãi đổi đề tài. Vậy à, một số sinh ý sao? Sau khi thành công, cư nhiên không sợ những người này dây dưa. Vân Cẩm cả kinh nói, đương nhiên là muốn hợp tác cùng đại tiểu thư, cùng tế luyện một kiện trí bảo. Nếu như tế luyện thành công kiện chí bảo này, Vân Cẩm tiểu thư hẳn là có thể đột phá bình cảnh, trở thành cao thủ dưới vương cảnh. Ngữ khí của Phương Hàn rất thần bí, tràn ngập hấp dẫn. Ngươi nói cái gì? Luyện chế một kiện pháp bảo có thể đột phá cảnh giới, điều này có thể sao? Trừ phi là loại vô thượng bảo bối ẩn chứa chư thiên mệnh số, thượng cổ đại năng sáng tạo ra, Vân Cẩm nghe vậy cũng rõ ràng đang động tâm. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều nghĩ tới chuyện đột phá cảnh giới, từ trường sinh lục trọng thiên vị cảnh tấn thăng đến trường sinh thất trọng giới vương cảnh là một quá trình gian nan, có thế giới chi lực. Trong thân thể tham ngộ ra pháp tắc thế giới, cho dù đại bộ phận tu sĩ thượng cổ cũng đều dừng lại tại cửa ải này, chết già mà không thể tấn chức. Vân Cẩm cũng cảm giác được nguy cơ này, rất sợ bản thân khi hết thọ nguyên mà còn chưa thể tham ngộ, rồi chết già tại cửa ải này đột phá cảnh giới cũng không người nào có thể hỗ trợ được. Hiện tại có cơ hội tới, người nào mà chẳng động tâm. Nhưng mà nàng tự nhiên cũng không dễ dàng tin người, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười nói. Không biết ngươi muốn luyện chế ra kiện bảo bối gì? Có thần diệu như vậy thật không? Long tộc trí bảo bắt bộ phù đồ thì thế nào? Phương Hàn búng ngón tay, trên đỉnh đầu liền hiện ra hư ảnh một tòa bảo tháp, trên mặt tỏa ra hào quang vạn trượng, xuyên suốt hư không. Một viên long châu trí tôn hơi xoay tròn, chấn áp khiến cho vân cẩm liên tục thở dốc. Bát bộ phù đồ, vô thượng trí bảo của Long tộc, ngươi cư nhiên đã luyện chế thành công. Trong truyền thuyết tại thời điểm bát bộ phù đồ lột xác thành thượng phẩm đạo khí có thể câu thông với nguyên linh hồng hoang tổ long, ngưng tụ thành một viên long châu chí tôn, có vô thượng áp bách đối với Long tộc. Hiện tại bát bộ phù đồ này của ngươi đã là trí bảo Long tộc siêu việt rồi, tấn thăng làm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, chẳng lẽ ngươi muốn nó chính thức tấn thăng là tuyệt phẩm đạo khí? Thế nhưng tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí chính thức sẽ gian nan cỡ nào? Hơn nữa chúng ta căn bản không có năng lực ngưng luyện, Loại bào bối này không thể đem tuyệt phẩm bình thường để so sánh. Cho dù giới vương cảnh cũng không thể luyện chế, trừ phi là hư tiên, chân tiên, nhưng mà cũng phải mất rất nhiều năm tháng. Vân Cẩm rung động nói. Hơn nữa bắt bộ phù đồ muốn tấn thăng làm tuyệt phẩm chính thức nhất định phải tới Long giới, tốt nhất là tấn chức trong phần mộ tại Long giới. Thế nhưng thời điểm tấn chức, Long giới sẽ sinh ra dị tượng, cao thủ cấp bậc Long đế nhất định sẽ tới tranh đoạt. Long đế lại tương đương với nhân vật cấp bậc thiên tiên đấy. Đương nhiên không phải bắt bộ phù đồ rồi ta còn có một kiện trí bảo tiên giới khác. Hiện tại vẫn là trung phẩm đạo khí, muốn luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Khi lột sắc sẽ sinh ra năng lực, khí tức tiên giới cũng đủ khiến nghi khai ngộ. Nếu như Vân Cẩm tiểu thư không tin mà nói, vậy hãy xem kiện bảo bối này. Trong lúc nói chuyện trên tay Phương Hàn bỗng xuất hiện một kiện pháp bảo giống như cây cầu, kiện pháp bảo này chỉ là một cái mô hình. Thế nhưng trên cầu có khắc một số văn tự không ai có thể nhận ra, cũng không biết cây cầu này được chế tạo từ tài liệu gì, còn có tiên khí thuần khiết hơn cả nại hà chi kiều. Nại Hà Chi Kiều chỉ thuần túy là câu thông ý chí với thần ma, lấy tử vong giết chóc là chính. Mà cây cầu này lại cao thượng, siêu nhiên, tự nhiên, tạo hóa làm chính. Một chính một tà. Đây là thông thiên chi kiều trong tam thập tam thiên trí bảo. 33 kiện trí bảo, lấy tên là thiên mệnh, theo tứ tự là 33 trọng thiên, kết hợp cùng một chỗ phát ra uy lực mênh mông câu thông thiên uy trong tiên giới. Có huyền bí mà quỷ thần khó lường. Pháp bảo này, trông thấy thông thiên chi kiều, ánh mắt của Vân Cẩm lập tức tỏa sáng, đây chính là một kiện trung phẩm đạo khí thế như nàng là người làm sinh ý cả đời không biết chứng kiến bao nhiêu bảo bối lập tức nhìn ra kiện trung phẩm đạo khí này không hề tầm thường công tử có thể để ta xem qua hay không không vấn đề phương hàn phất tay ném ra thông thiên tri kiều liền biến thành một đạo bảo quang đầu nhập vào trong tay vân cẩm vân cẩm lập tức vuốt ve kiện bảo bối này thiên vị pháp tắc không ngừng lập lòe trên ngón tay tựa hồ như đang thôi toán lai lịch của kiện pháp bảo này nhưng mà suy tính nửa ngày trong ánh mắt của nàng càng ngày càng mờ mịt, trên mặt cũng càng lúc càng nghi hoặc. Cuối cùng nàng há miệng phun ra một đạo đao mang quay chung quanh Thông Thiên Chi Kiều, không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng đạo đao mang này cư nhiên ngừng lại giữ chừng, từng chút một như muốn bày tỏ với Thông Thiên Chi Kiều, trong ánh mắt của nàng rốt cuộc hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Phương Hàn công tử, bảo bối của ngươi như vậy cũng không chỉ có một kiện đúng không? Kiện tiên giới trọng bảo này tựa hồ như là một bộ. Nếu quả thật tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, nhất định sẽ sinh ra thiên địa dị tượng trong thiên địa dị tượng cảnh giới của ta quả thật là có khả năng tân chức rất lớn tất nhiên rồi còn phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có đồng ý hợp tác hay không đã cùng nhau tế luyện kiện pháp bảo này ngón tay phương hàn bấm thủ quyết đại luyện bảo thuật thông thiên tri kiều lập tức bay trở về chỗ này của ta có một danh sách tài liệu cần tế luyện pháp bảo này ngươi xem đi phương hàn công tử vừa rồi ngươi thi triển là một môn thần thông thần kỳ để luyện bảo trong ba đại đạo đại luyện bảo thuật đúng không vân cẩm tiếp nhận danh sách do phương hàn đưa tới nàng cũng không có xem ngay mà lại lên tiếng hỏi đúng vậy chính là môn đạo thuật này nếu như ngươi đồng ý cùng ta luyện chế pháp bảo ta cũng có thể truyền thụ môn đạo thuật này cho ngươi phương hàn lại đem đại luyện bảo thuật ra hấp dẫn cái này thật sự là hấp dẫn quá lớn cho dù ta muốn tự tuyệt cũng không thể cần nhiều tài liệu như vậy có tài liệu thậm chí cẩm tú phủ chúng ta cũng không có giá trị của những tài liệu này thật sự là quá lớn chỉ sợ chỉ sợ vượt qua trăm triệu đan dược thậm chí ngàn triệu có một số bảo vật thậm chí còn vô giá, không cách nào dùng đan dược để đong đếm. Vân Cầm khẽ quét mắt nhìn qua danh sách, thiếu chút nữa để dựng lên, không còn là hình tượng của một vị tiểu thư nữa. Đúng vậy, kiện bảo bối này chính là cần nhiều tài liệu như thế, hơn phân nửa tài liệu trong đó đều ở tiên giới. Cũng chỉ có tài loại địa phương như tu chân đại thế giới này mới có thể tìm được nhiều bảo bối như thế. Cẩm Tú phủ là đại thương hội bài danh trong 100, chưa hẳn là không thể gom góp được số tài liệu này. Phương Hàn chậm rãi nói, huống hồ hiện tại Cửu đỉnh hiên Bạch Hoàng Thương Hội đã hợp làm một thể, bị ta khống chế, cũng có thể hợp tác cùng cầm tú phủ. Cùng nhau làm việc này. Có chuyện đó sao? Vân Cầm một lần nữa kinh ngạc, nàng cảm giác được, chỉ sau khi gặp Phương Hàn, toàn bộ kinh ngạc trong đời nàng gộp lại cũng không bằng ngày hôm nay. Tự nhiên là thật, như vậy hiện tại ngươi có thể phái người tới Bạch Hoàng Thương Hội thương lượng chuyện hợp tác giữa hai đại thương hội. Phương Hàn không hề để ý nói. Hạnh Dung, ngươi dẫn người đi xem thử coi. Vân Cẩm tiểu thư phất phất tay. Dạ mỹ phụ trung niên gật đầu đáp ứng. Bạch Hoàng Thương hội tuy bài danh không cao thế nhưng còn che giấu rất nhiều sinh ý, đều không lộ ra ánh sáng. Nếu như có thể để cẩm tú phủ ta sử dụng, song phương khai thác con đường đó, càng có thêm loại cao thủ như Phương Hàn công tử này trợ lực, tin tưởng không bao lâu nữa cẩm tú phủ chúng ta có thể đứng trước 10. Sẽ khiến bảo chủ tin dùng. Bài danh trước 10 không hề tầm thường. Sinh ý lớn hơn nữa, tiền tài nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhất định người đứng đầu thương hội phải tu luyện tới hư tiên cảnh mới được nhưng mà mẫu thân bế quan trọn vẹn tám ngàn năm cứ tiếp tục như vậy cũng khó có thể đột phá không bằng đánh cuộc một lần luyện chế kiện tiên giới trí bảo này nói không chừng là cơ hội để đột phá vân cẩm ngừng lên hàm răng cắn chặt trong nháy mắt phương hàn đã nhìn ra vân cẩm vị đại tiểu thư cẩm tú phủ này là người vô cùng quyết đoán phương hàn công tử chuyện này quá mức trọng đại ta phải thông chi cho mẫu thân đang bế quan người theo ta vào trong cẩm tú phủ ngồi một chút dàn xếp thoáng cái cũng tránh dẫn tới phiền toái Vân Cẩm đứng lên. Không cần, ta cũng muốn du lịch tại tu chân đại thế giới này một phen. Phương Hàn phất phất tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo phủ lục. Nếu như ngươi đã xác định hợp tác cùng ta, cùng nhau luyện chế bảo bối, ta sẽ lại tới cẩm tú phủ. Nếu như không đồng ý, ta đây cũng đành bỏ đi tìm một kẻ đáng tin cậy khác làm vụ sinh ý này. Trong lúc nói chuyện thân thể Phương Hàn đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không ai biết hắn đi như thế nào. Đáng giận, đáng giận, cha, nhất định phải cha nhìn xem tên đột nhiên xuất hiện kia tới từ nơi nào. Cư nhiên dám đắc tội với ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trên không trung, tể thiếu chủ chân quân lâu ngồi trên chiến xa phi qua rất nhiều bạch phân. lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt. Một cỗ sắc khí lạnh lẽo từ trong cơ thể tán phát ra khiến cho đám đại hán hắc hiểm vệ chung quanh đều run rẩy. Biết vị thiếu chủ này mà phẫn nộ, khẳng định có người gặp xui xẻo, ít nhất sẽ khiến trăm vạn thi thể ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ ngàn dặm. Là đại thương hội bài danh thứ 10 của tu chân đại thế giới, thế lực quả thực là bao phủ tới những nơi rất xa trong tinh không, thậm chí tại Long giới, Phật giới đều có cứ điểm buôn bán của bọn họ. Thiếu chủ của chân quân lâu quả thực là có thể muốn giết ai thì giết, xem ai không vừa mắt thì đánh. Chưa từng có người nào dám chọc giận hắn. Thế nhưng hôm nay mặt mũi đã bị tổn hao rất lớn, cư nhân bị một tiểu tử vô danh đánh tan hết uy phong. Phụ thân của hắn chính là Hư Tiên. Chuyện này đúng thật là không thể nhẫn nại. Thiếu chủ, tên tiểu tử vô danh đột nhiên xuất hiện này có la lịch tuyệt đối không hề đơn giản muốn báo thủ không thể nóng vội. Hắn cư nhiên có thể chống lại ta, hơn nữa còn khiến ta bị thương, chỉ sợ là tuyệt đỉnh cao thủ tại tu chân đại thế giới. Lão nhân khô gầy ngô quản gia âm trầm nói. Nhưng mà uy nghiêm của chân quân lâu chúng ta không thể bị chuyện này làm hao tổn, đặc biệt là không thể bị tổn hại trước mặt cầm tú lâu. Đáng tiếc chúng ta không thể nào động thủ trong tu chân đại thế giới, ta không thể dùng một số sát chiêu lợi hại, còn có pháp bảo do ta luyện chế nữa. Nếu không ta có thể bức bách tiểu tử kia hiện ra hình thể chân thực, có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn rốt cuộc là cái gì. Ngô quản gia, ta đương nhiên biết chuyện này không thể nóng vội. Trên mặt tê thiếu chủ khôi phục lại vài tỉnh táo, phù văn tại mi tâm lóe lên tựa hồ như đang thôi toán. Sau đó trên mặt hắn hiện lên âm mưu, mà ngô quản gia lại lập tức nói. Tên tiểu tử vô danh này, ta cảm giác được cảnh giới đạo thuật của hắn cũng không cao minh hơn thiếu chủ bao nhiêu. Thế nhưng trên người hắn lại có một kiện pháp bảo lợi hại, thậm chí không chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, như vậy mới có thể bức bách được ta tới chỗ cố kỵ. Là như thế sao? Trên người của hắn có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy, làm sao hắn có thể thúc giục được? Tuyệt phẩm đạo khí, ta cũng chỉ có một kiện, còn chưa vượt được qua tiên giới lôi phạt. Tề thiếu chủ nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn. Hơn nữa ta cư nhiên không thể suy tính được lai lịch của tiểu tử vô danh này. Ta cũng không suy tính được, trên người tiểu tử vô danh này quả thật là có che giấu một đạo khí tức của bảo bối, hoặc là tu luyện công pháp nào đó, khó có thể phát giác được. Ngô quản gia nói, có lẽ chỉ có cường giả cấp bậc hư tiên mới có thể suy tính được. Bất quá ta nhìn trên mặt thiếu chủ tự tin như vậy, nhất định là nghĩ ra một số biện pháp đối phó với người này. Đương nhiên rồi, Thiên Địa hội quán, Nhật Nguyệt bảo các, Chấn Vũ lậu. Đám thiếu chủ, công tử ca của mấy thương hội này đều là các hảo huynh đệ của ta, có sự tình tốt này, tự nhiên phải kéo bọn họ đi làm cùng, hoàn toàn giết chết, bầm thay vạn đoạn tên tiểu tử vô danh kia. Cho dù lai lịch của tiểu tử vô danh này có lớn đến mấy cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ dám đối kháng với nhiều thương hội của tu chân đại thế giới chúng ta như vậy? ta tự nhiên là muốn mượn đao giết người rồi. Mượn đao giết người. Ngô quản gia nói, đó là một biện pháp, nhưng mà trên người tiểu tử vô danh này có rất nhiều bảo bối, thậm chí ta còn cảm giác thấy một hoặc hai ba kiện tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp tiên giới trừng phạt. Nếu như có thể cướp được tới tay, thực lực của chân quân lâu chúng ta sẽ lớn hơn vô số lần. Hơn nữa tại thời điểm đối kháng với tiểu tử vô danh này ta mơ hồ cảm thấy khí tức của hồng hoang tổ long trong truyền thuyết. Nếu như ta suy đoán không lầm, vậy trên người hắn sẽ có bát bộ phủ đồ. Gì? bát bộ phù đồ. Tề thiếu chủ lập tức đứng thẳng dậy. Đúng vậy, chính là bát bộ phù đồ. Đương nhiên kiện bảo bối này không thể nào là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng có thể đối kháng với ta cũng đã là một nửa tuyệt phẩm rồi. Nếu như chính thức thành tuyệt phẩm mà nói, ta đã chết rồi. Thiếu chủ muốn đối phó với người này, vậy nhất định phải cướp lấy kiện bảo bối đó của hắn, những bảo bối còn lại cũng có thể không cần. Cướp lấy kiện bảo bối này hiến cho Tề Chân Quân lâu chủ, hắn có thể bằng vào lực lượng hư tiên thúc dục bảo bối đi long giới, khiến nó chính thức lột xác thành tuyệt phẩm, bằng vào chuyện bảo bối tấn chức, lâu chủ cũng có thể nhìn thấu sinh tử pháp tắc, biến thành chân tiên. Sau này nghĩ biện pháp khiến cho bát bộ phù đồ vượt qua tiên giới lôi phạt, thậm chí có thể chống lại bảo chủ. Lão nhân ngô quản gia âm trầm nói, người có nhân kiếp, tiên có tiên kiếp, pháp bảo cũng có bảo kiếp. Tuyệt phẩm đạo khí chia làm hai loại, một loại vượt qua lôi kiếp, một loại không vượt qua lôi kiếp. Tuyệt phẩm đạo khí không vượt qua lôi kiếp, phẩm chất đều có khuyết điểm, khí linh cũng không tinh khiết. Thế nhưng vượt qua lôi kiếp lại bất đồng, lập tức sẽ sinh ra biến hóa về chất, có rất nhiều thần diệu. Hoàng Tuyền độ trên người Phương Hàn đã vượt qua lôi kiếp, nhưng mà Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Viên còn chưa vượt qua. Thương Sinh Đại Ấn khẳng định đã vượt qua, hoàng Thần Chi Thi cũng đã vượt qua. Bát Bộ Phù Đồ lại còn xa mới tới tầng thứ độ qua lôi kiếp. Gì? Sau khi Bát Bộ Phù Đồ vượt qua lôi kiếp cha ta có thể dùng chống lại bảo chủ. Tề Thiếu chủ liếm liếm môi nói, nếu như cha ta có thể chống lại bảo chủ, tại tu chân đại thế giới cũng có thể có thật nhiều vinh quang cùng chỗ tốt. Hơn nữa nếu ta được kiện pháp bảo này hiến cho cha ta, đám huynh đệ kia của ta cũng đừng nghĩ tranh đoạt vị trí thiếu chủ của ta. Những huynh đệ kia của ta đang quản lý rất nhiều sinh ý của các phân đà. Âm thầm ẩn nhẫn, thật ra luôn muốn làm vui lòng cha, muốn tranh đoạt cùng ta, là xem ta chậm chạp không đột phá được giới vương cảnh. Lần này ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Được, ngô quản gia, trước tiên ngươi hãy trở lại thương hội triệu tập 18 vị hùng phách vệ, là những người tinh nhuệ trong thương hội. Sau đó lấy ra 10 triệu đan dược, đồng thời đem kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn áp khí vận vô lượng hằng xa trong thường hội tới. Ta sẽ tìm đám thiếu chủ khác liên hợp lại, tìm cơ hội giết kẻ này. Chưa chắc bảo bối trên người hắn, mặt khác ngươi có thể đi thăm dò qua, tiểu tử vô danh này rốt cuộc có lai lịch gì. Tề thiếu chủ phân phó nói, thiếu chủ, lấy ra 10 triệu thuần dương đan. Số lượng quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tới lâu chủ, và nhất sau này lâu chủ trách tội xuống, sẽ không dễ ăn nói hơn nữa vô lượng hàng xa chính là pháp bảo lâu chủ hao tốn năm vạn sáu ngàn năm thu thập hàng xa của vô lượng đại thế giới luyện chế vì thế mà đắc tội với rất nhiều nhân vật lợi hại của vô lượng đại thế giới lần này lâu chủ bế quan khi xuất quan sẽ chuẩn bị dùng vô lượng hàng xa này để vượt qua tiên giới lôi phạt một lần nữa tần chức nếu có chỗ thương tổn lâu chủ trách tội xuống chỉ sợ địa vị của thiếu chủ sẽ không ổn lão giả khô gầy cảnh báo ta tự biết chuyện này bất quá ta muốn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí nhất định phải có đại lượng thuần dương đan vô lượng hàng xa cũng nhất định phải thúc động mới có thể chống lại tiểu tử vô danh kia. Tề thiếu chủ cười hắc hắc nói, ta chỉ báo trước cho thiếu chủ biết thôi, cần phải thật chú ý, tốt nhất là để đám thiếu chủ của các thương hội khác đồng thời tiến lên, trước tiên để bọn họ tổn thất bảo bối đã. Thiên địa hội quán bài danh thứ 9, luôn luôn áp bách phía trên chúng ta, lần này thiếu chủ cũng có thể thử cơ gài bẫy bọn họ rồi. Cái này cần ngươi phải nói sao? Tề thiếu chủ một lần nữa ngồi xuống. Ngô quản gia, ngươi nhanh đi chuẩn bị. Trong thương hội, quyền lực của ngươi lớn hơn ta, điều động vật tư cũng tiện hơn so với ta. Bây giờ ta sẽ đi tìm đám thiếu chủ, đánh động tới ta bọn họ. Trong lúc nói chuyện, chiến xa cự đại liền rung động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên một đám hắc yểm vệ cũng đi theo. Trong cầm tú phủ, tiểu thư, ngài thật sự muốn bẩm báo với phủ chủ? Một bà lão trong mắt phát ra tinh quang điện xả, chung quanh thân thể vận chuyển pháp tắc thời gian, là cường giả trụ quang cảnh trường sinh tứ trọng. Người tên Phương Hàn kia chỉ sợ cũng không đáng tin. Không sao, vừa rồi ta vận chuyển thiên vị pháp tắc đã câu thông với ám bộ ám bộ đã điều tra phương hàn đến từ huyền hoàng đại thế giới là một thế giới đã xuống dốc nhưng mà do chiếm được một số bảo tàng mới nổi như vậy sau lưng cũng không có bối cảnh gì hoàn toàn có thể lợi dụng hơn nữa lần này hắn chiếm được kiện bảo bối tiên đạo kia nếu như có thể ngưng luyện quả thực sẽ có cự đại chỗ tốt vân cẩm đã tính kỹ càng nhưng thực lực của người này cho nên chúng ta phải hư tình giả ý lợi dụng hắn tùy cơ ứng biến đến lúc đó rồi tính tiếp lấy bất biến ứng vạn biến, huống hồ chúng ta cũng không có tổn thất gì. Hiện tại thiếu chủ chân quân lâu chỉ sợ đã tra ra lai lịch người này, sau đó đối phó. Chúng ta cũng có thể âm thầm quan sát, vẫn là tiểu thư chu toàn. Đi, theo ta đi gặp mẫu thần. Trên một tinh cầu cách tu chân đại thế giới rất xa, phương Hàn đứng trên một ngọn núi cực cao trông về tu chân đại thế giới, đã nhìn thấy rất nhiều bảo quang loài sáng. Đây là một số người đang giao dịch, những thương hội kia thông thả mà giao dịch. Phương Hàn thậm chí có thể chứng kiến vô số thuần dương nguyên khí toát ra tinh quang lập lòe, rơi vào không gian dự trữ của các đại thế giới. Lượng thuần dương đang chứa đựng trong tu chân đại thế giới còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với tầng kho của Hoang Thần Chi Thi. Hiện tại tuy Phương Hàn có tiền tài hùng mạnh, nhưng so với cả tu chân đại thế giới cũng chỉ là sợi lông trâu mà thôi. Nếu như có thể đem tu chân đại thế giới này nhét vào trong túi mình, tài phú của ta đây, cho dù tiến tới tiên giới hư vô mờ mịt cũng là một phương phú hảo chỉnh thể tài lực của tu chân đại thế giới còn hơn ngàn vạn lần so với thái nhất môn lần này ta liền bắt đầu từ chân quân lâu khiến cho tu chân đại thế giới nổi lên một hồi phong ba vài tháng sau sẽ đưa phong bạo này tới thái nhất môn trên ngón tay phương hàn đột nhiên tót ra một môn thần thông môn thần thông này không ngờ lại có rất nhiều bóng dáng đang không ngừng biến ảo cuối cùng hiện ra bóng ảnh hai người bóng ảnh của hai người kia là một nam một nữ nam chính là tề thiếu chủ nữ lại là đại tiểu thư cầm tú phủ đây là một trong những thần thông trong ba đại đạo vô thượng thần thông đại truy tung thuật phương hàn lấy được từ trên người cửu đỉnh tiên tôn trên người cửu đỉnh tiên tôn có sở hữu hai thần thông trong ba nghìn đại đạo là đại xã tắc thuật đại truy tung thuật tu luyện đến độ lô hỏa thần thanh ẩn chứa thế giới chi lực sau khi bị phương hàn cướp được liền dung nhập vào thân thể hiện tại đã hoàn toàn tiêu hóa vận dụng cũng xuất thần nhập hóa cẩm tú phủ chân quân lâu đều muốn lợi dụng ta đối phó ta lại không biết ta cũng đang lợi dụng các ngươi phương hàn gật gật đầu thân thể vọt lên bay khỏi khối tinh cầu này. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.